Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Hôm nay thì em làm clip giới thiệu đến các anh mẫu bật lửa sạc điện, một mẫu rất là mới và gần đây hot net ra rất là nhiều mẫu sạc điện rất là tuyệt vời với nhiều công nghệ được cập nhật và chất lượng vượt trội hơn, cũng như là thiết kế đẹp hơn, đẳng cấp hơn, phong cách hơn, thời thượng hơn, rất là nhiều thứ hơn các anh ạ. Một chiếc bật lửa điện bây giờ rất đáng để sở hữu và cả ít bị lỗi hơn nữa. Đấy, nên là rất là đảm bảo. Cái mẫu hàng hôm nay em giới thiệu đến các anh là BCZ464, một mẫu rất là mới và được rất là nhiều anh yêu thích tại shop em luôn. Trên tay em thì nói là có 3 màu. Ngoài ra thì còn rất là nhiều màu sắc khác thì các anh có thể truy cập website ambe.vn xem màu sắc giúp em. Thì ở trong clip này em chỉ còn 3 màu thôi. Màu đen bóng, đen sần và màu ngũ sắc. Cái màu này rất là hot và rất là nhiều anh yêu thích. Đây, một cái thiết kế tối giản, vuông vức, rất thời trang. Ở đây thì các anh có thể quan sát thấy cổng để sạc. Cái cổng sạc này thì các anh có thể sạc chung với lại cốc sạc của điện thoại, rất là dễ luôn. Cốc sạc của điện thoại, cổng dao USB của laptop hoặc là pin sạc dự phòng, rất là dễ và rất là tiện. Đặc biệt là các anh nào mà hay di chuyển thì các anh có thể một chiếc pin dự phòng sử dụng vừa cho điện thoại của các anh và cũng có thể vừa sử dụng cho cái bật lửa này, cực kỳ tiện và ok và rất là dễ dàng và tiết kiệm không gian khi mình di chuyển. Cái thiết kế rất là vuông. Cái này thì nó tầm 2 ngón tay các anh nhé. Cái gam màu rất là độc. Các anh lưu ý giúp em là các anh có thể sạc ở cái nguồn 5V. Các anh lưu ý không sạc trời mưa giúp em nguồn 5V thì đảm bảo cho cái pin nó hoạt động bền bỉ hơn. Ở trong cái phiên bản mới này thì hãng đã cập nhật về pin, chính vì vậy là thời lượng sạc ít hơn cũng như là sử dụng được lâu hơn, sử dụng được nhiều hơn. Ngoài ra hãng cũng trang bị thêm 4 cái mức đèn ở đây, thể hiện cho 4 cái dung lượng pin 100%, 75%, 50% và 25%, giúp các anh chủ động hơn rất là nhiều. Ở đây thì chân cực là chân cực 4 chân và tạo ra hai tia lửa plasma. Cái tia plasma này cũng giúp cho các anh di chuyển trời thời tiết gió bình thường cũng rất là tốt, cũng rất là phù hợp cho các anh hay lái xe muốn châm nhanh một điếu thuốc. Đây, khi mà pin còn đầy thì nó sẽ sáng cả 4 đèn như này các anh ạ. Và đây là nút bấm. Cái điều đặc biệt khi mà cập nhật ở cái phần bản mới nhất này thì cái nút bấm này được nhận diện vân tay, chính vì vậy là nó phát hiện tay người thì nó mới đánh lửa, còn nếu như mà không thì các anh nhét ở trong túi quần cũng rất là an toàn và đảm bảo. Ngoài cái màu ngũ sắc ra thì còn màu đen sần này, logo của Hornet, thiết kế rất là tối giản phù hợp với xu hướng hiện nay. Và đây là màu đen bóng. Cái màu đen bóng này thì liên tục cháy hàng, chính vì vậy mà nếu như mà các anh thực sự yêu thích màu sắc này chắc có lẽ là các anh phải chờ đợi khá là nhiều. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.